Mẹ làm gì với em tôi? À, mẹ bấm móng tay cho em Tô này. Con có móng tay không? Con xem móng tay con đâu, đưa tay mẹ xem. Sạch sẽ không? Chắc sẽ. À, sạch sẽ hả? Mẹ nay mẹ bấm chiếc can á. À, mẹ mới bấm cho con rồi à? Mẹ quên ấy. Để mẹ bấm lên Tô nhá. Tô cho sạch sẽ này. Con không chơi cát đâu. Con không chơi cát à? Đúng không đây? Đúng. Bấm lên Tô cho sạch sẽ. Con để như thế là đúng rồi. À, con à, sáng mẹ có mua nhãn trong tủ lạnh nhá. Con vào tủ lạnh con lấy nhãn đi. Vào tủ lạnh lấy nhãn ra đây. Ôi nhãn ngon quá, mang lại đây con. Thích không? Thích. À, sao cái nhãn này lại thích nhỉ? Nặng nữa. Wow, em Tô thích con nhãn này, đưa mẹ lấy thế nào? Lại như cái ca vậy. Mẹ lấy chưa? Rồi con bóc ăn đi con. Dạ. Rồi mẹ lấy chưa? Bỏ tay ra, mẹ lấy chưa? Ngon không con? Bông bóc được không? Bóc được. Em Tô thích ăn nhãn lắm. À, cô mẹ lấy cho mẹ lấy cho mẹ bóc được đâu? Nè để dưới con để dưới đi xíu mẹ cái. Để mẹ bóc kìa. Con này ở đây là của đất. Ừ, thấy được. Ngon không? Tô Tô bỏ ra, mẹ lấy cho. Con bỏ vào đây nè, con bỏ vào đây nè. Ngon không Tô? Cái này cái hạt con ạ, tôi phải lấy cái khác. Đấy là cái hạt. Đây này, nó bóc đây này. Đây, cái hạt bỏ đây. Đây là cái hạt nhá. Mẹ mẹ quả ăn đi. Ăn được không? Bỏ đây chứ, bỏ đây, bỏ đây. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây cho mẹ. Ăn được không? Mẹ chờ để mẹ lấy cho chị bóng. Đây đây cho chị bóng. Rồi con đây. Con để dành. Thôi con cứ ăn đi, đây đang còn mà. Đang còn mà. Mẹ đưa bỏ đây cho mẹ. Còn cái đây. Còn cái này để con để dành. Đúng rồi, cái đấy để con để dành ấy. Đây con nhiều mà. Wow, nhãn này. Gì Tô Tô? Gì Tô Tô? Đây mẹ lấy cho nào, đây mẹ lấy ra cho. Này cho chị bóng nha. Ok, rồi, con mẹ để cho con, mẹ cho Tô Tô một quả nữa nha. Một quả này nữa nha. Rồi ngồi đây chơi nha. Rồi đấy, mẹ cắt cái này đi. Rồi đấy ăn chơi đi nha. Mẹ cắt này xong mẹ lấy khăn ra lau tay cho nha. Yeah.